Chiều 24 tháng 12, thông tin từ đội tuần tra kiểm soát giao thông Công an tỉnh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một chiếc xe tải chở pháo nổ, sản phẩm động vật, gỗ, v.v. được ngụy trang dưới dạng chở phế liệu. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Nguyễn Văn Trưởng, sinh năm 1981, trú ở xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, không xuất trình được thủ tục hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa có trên xe. Tiếp tục kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên thùng xe có một túi ni lông, bên trong có chứa một bánh pháo, một túi khác đựng pháo bi và hai hộp pháo hoa. Một túi ni lông bên trong chứa 5 băng pháo nổ. Trên thùng xe có 42 thanh gỗ xẻ, một bao đựng xương động vật chưa rõ loài và 11 kg sản phẩm động vật nghi là mai rùa và hơn 2.000 kg sắt vụn. Ngày 24 tháng 12, Trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng Công an thành phố Vinh cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra quyết định tạm giam đối với bị can Trần Văn Tuấn và đồng phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là đối tượng trực tiếp gây ra gần 20 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thành phố Vinh, nạn nhân là các em học sinh sinh viên. Thủ đoạn của đối tượng là bám theo và giả vờ hỏi đường, sau đó nhờ đưa hộ đồ và hứa cho tiền. Tuy nhiên, để được nhận tiền bồi dưỡng, học sinh hay sinh viên phải đưa cho hắn giữ điện thoại hoặc máy tính xách tay để làm tin. Bằng thủ đoạn này, đã có hàng chục em học sinh sinh viên dính bẫy lừa đảo của đối tượng trên, gây bất bình cho phụ huynh và nhà trường. Sáng 25 tháng 12, tại các cung đường dẫn vào Đồng Hoa Hướng Dương bị tắc nghẽn bởi lượng đường về tham quan tăng đột biến. Điều này đã gây khó khăn cho công tác đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn, cũng như cho chính những du khách, những người đang háo hức về với lễ hội Hoa Hướng Dương. Đồng chí Trần Văn Thập, Phó trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn cho biết, huyện đã huy động gần 200 chiến sĩ và phối hợp với hơn 100 cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông tỉnh để khẩn trương giải tỏa ách tắc, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.